Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 cải cách mới sách Write On. Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại về phần động từ to be. Động từ to be thì bao gồm có 3 dạng, đó là am, er. Ở hiện tại các bạn có 3 dạng am, er. Và cái am thì đi với cái nào, er thì đi với cái nào, a thì đi với cái nào. Khi nào chúng ta sẽ am, khi nào chúng ta sẽ y, khi nào chúng ta sẽ a thì các bạn cần phải nhớ. I thì đi với am nha. I thì đi với am. He này, she này, it, và những danh từ số ít, và những danh từ số ít thì đi với y. They này, we này, you này, danh từ số nhiều, danh từ số nhiều thì đi với a. Đó, cả đời là ai đi với am, và viết tắt là như thế này, am. Cái y viết tắt là phẩy s, a viết tắt là phẩy re. Rồi ha, chúng ta cùng làm bài. Bài tập về to be. E am a chia ra, it thì chắc chắn là đi với e rồi, và câu này dịch là it's equal day, it's equal today. Hôm nay trời rất lạnh. Hôm nay trời lạnh. Hôm nay trời lạnh. Câu số 2, I đi với am. I am at home now. Bây giờ tôi đang ở nhà. Bây giờ tôi đang ở nhà. Bây giờ tôi đang ở nhà. Câu tiếp theo, they thì đi với a. They are Korean. Họ là người Hàn Quốc. Họ là người Hàn Quốc. Họ là người Hàn Quốc. Rồi there, bây giờ there, muốn biết there y hay there a cần phải chú ý cái danh từ đằng sau. Một cây bút mực thì là there y rồi. There y a pen on the desk. Có một cây bút trên bàn. Có một cây bút trên bàn. Có một cây bút trên bàn. Câu số 5, my name is Nikita. Tên tôi là Nikita. We đi với a. We are from Ukraine. Tôi đến từ Ukraine. Và các bạn nhớ này, viết tắt là we như thế này nhá. We are nhá. My name is nhá. Phải sờ nhá, nhớ viết tắt đấy. That thì đi với y. Các bạn nhớ luôn cái từ này. Did. That thì đi với y. Đi đâu thì đi với a. Đi đâu đi với a. Did that đi với y. Đi đâu thì đi với a. Câu tiếp theo, I này, I am okay. Tôi ổn, cảm ơn. I am okay, thanks. Clara và Steph là hai người. Hai người thì phải xài a nha. Hai người thì phải xài a. Hai người này đã kết hôn, married, lên married là kết hôn rồi, đã kết hôn. C thì đi với y. She an English teacher. Cô ấy là một giáo viên tiếng Anh. This book, this là đi với y rồi, nói rồi. This is nhớ. This is mine. Quyển sách này là của tôi. This book is mine. Quyển sách này là của tôi. Jane và Peter là hai người, chúng ta xài a. Jane và Peter kết hôn rồi. Câu số 13, my brother here at the moment. Anh trai của tôi đang ở đây. Bây giờ my brother chỉ có một anh trai thôi, và đóng vai trò là chủ ngữ số ít trong câu. Danh từ số ít đóng vai trò chủ ngữ số ít trong câu, đi với y. Rất là nhiều người, people, chúng ta học rồi, danh từ số ít, danh từ số nhiều rồi. Danh từ số nhiều, đây là những nhiều người ha. Một người là person, nhiều người là people. Ở đây chúng ta xài a, danh từ số nhiều phải xài a. We thì đi với a. We đi với a. Câu 14 dịch này, có nhiều người ở ngân hàng. Câu 15, chúng tôi ở nước Anh. Câu số 16, it đi với y, và dịch như sau, it is Monday today. Hôm nay là thứ hai. Hôm nay là thứ hai. Câu số 17, I am a hairdresser. Tôi là một thợ cắt tóc. Thôi là một thợ cắt tóc. Câu số 18, my name thì đi với y rồi. My name is Alexander. Sander. Tôi tên là Alexander. Câu 19, there y hay there a thì tùy vào cái đằng sau. Bây giờ có nhiều người là số nhiều, và ở đây xài there a. Có nhiều người trong lớp này. Rồi An và Alex là hai người. Hai người thì xài a. Và câu này dịch là An và Alex là những chị gái, chị em gái phải không?
Câu số 21 các bạn. This nè, this thì thật là y rồi. Is this car yours? Cái xe ô tô này là của bạn phải không? Câu 22, ở đây là ai thì đây là am rồi. Am I in your way? Tôi đang ở trên đường đi của bạn phải không? Câu số 23, you thì phải đi với a. Are you 25 years old? Bạn 25 tuổi phải không? Câu tiếp theo, nhà Smith là nhà Smith đã ly hôn rồi, vợ chồng ông bà Smith ly hôn rồi phải không? Ông bà Smith đã ly hôn rồi phải không? Số nhiều xài a. Câu tiếp theo, this nè thì xài y. Is this your new bicycle? Đây là cái xe đạp mới của bạn phải không? Câu 26, I am a student, tôi là một học sinh. Câu 27, giáo viên thì đang ở trong phòng. The teacher đi với a. The teacher are in the room. Are in the room. Rồi con mèo ở trên bàn. The cat là số ít, chúng ta xài y nhá. The dog là con chó số ít, chúng ta xài y. Con chó thì ở dưới cái bàn. Quyển sách này, this book là số ít, chúng ta xài y. Đó, quyển sách này thì rẻ, cheap là rẻ. Rồi chúng ta sang bài tập 2, điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống. Chúng ta có đại từ nhân xưng là I, là he, là she, là it, we, they, you. Đây là những đại từ nhân xưng của chúng ta. Tôi hỏi ông Simon, giáo viên khoa học của tôi, what glass worth? Thủy tinh là cái gì? Và ông ấy trả lời rằng nó là một chất lỏng. Rồi tôi hỏi này nha. Rồi ông ấy trả lời rằng does says that is a liquid. Câu 2, chào Dana, bạn vẫn còn bạn sẽ đi mua sắm với tôi ngày mai chứ? Ở đây là bạn, you. Câu 3, mẹ của tôi học môn lịch sử ở trường đại học. Bà ấy nói rằng she say that bà ấy thực sự thích khóa học đó. She was really interesting course. Nó thực sự là một khóa học rất là hay. Ở đây phải là it. Sorry, it was a really interesting course. Quay trở lại bài số 1. Ông ấy nói rằng nó là ít này, nó là một chất lỏng. Câu 4, các nhà khoa học đang làm việc chăm chỉ để tìm ra phương thuốc cho nhiều bệnh tật, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm được phương thuốc cho những bệnh cảm cúm thông thường. Đây là bọn họ là các nhà khoa học, chúng ta sẽ đây. Rồi sang trang Adam, bạn có nghĩ rằng ở đây sẽ là do you think tôi nên mang tất cả đồ ăn, hay là Adam, bạn có nghĩ rằng bạn nên mang tất cả đồ ăn với chúng tôi tới bữa tiệc của bạn hay không? Do you think you should all bring some fruit with us to your party? Câu 6, bố con biết rằng, do you know if, nếu mà do you know if I sell computer game in the market. If I bố có biết rằng nếu bố có biết nếu con bán là trò chơi máy tính ở trên thị trường không? Rồi câu số 3. Bài số 3, điền đại từ nhân xưng phù hợp với chỗ trống này. Alex hỏi tôi về quyển sách đó. Bạn có mang nó cho tôi không? Alex hỏi tôi về quyển sách đó. Alex hỏi tôi về quyển sách đó. Did you give me? Bạn có mang nó cho Jimmy? Câu số 2, tôi đã gặp Bill ngày hôm nay. Anh ấy đi ra ngoài với bạn gái của anh ấy. Hít này. Câu 3, tại sao giáo viên luôn luôn cho chúng ta nhiều bài kiểm tra? Cô ấy ghét chúng bài kiểm tra dumb or something. Bọn họ trả cho Michael Bay rất nhiều tiền để làm bộ phim này. Họ phải thích nó rất nhiều. Họ chắc hẳn phải thích nó rất nhiều. Tôi vẫn chưa gặp Adam và Ali lâu rồi. Bạn có gặp họ gần đây không? Dumb, bọn họ.
Tôi có hai anh trai và một chị gái. Chị gái tôi, my sister, là một học sinh, một sinh viên. Đây là nơi mà tôi sống, chúng tôi sống. Đây là nhà của chúng tôi phải là ao ở. Những cái này là, đây kia là những con chó của anh trai tôi. Con chó của tôi thì to. Kia không phải là những con chó của anh trai tôi. Con chó của anh ấy to nhưng nhỏ đây. His nha. Câu số 9. Tên của bạn là gì? What's your name? Thì dễ ổn rồi. Con trai nói với tôi rằng, told me that, tôi cần phải bỏ thuốc lá. Sang bài số 4. Lựa chọn đại từ nhân xưng hoặc chủ ngữ, tân ngữ phù hợp. Đứng đầu câu là đại từ nhân xưng. Chúng tôi, tất cả chúng tôi đi với bọn họ. Đây là tân ngữ này. Cái này gọi là tân ngữ. Tân ngữ dịch là bọn họ. Nó đứng giữa câu sau động từ, đứng ở giữa câu. Họ biết tất cả về những người bạn của tôi và tôi, me. Câu số 3. Mẹ của anh ấy và anh ấy đến vào tối hôm qua, đã đến vào tối hôm qua. Câu 4. Có một vài lá thư cho bạn và cho tôi. Câu số 5. What would you do? Bạn sẽ làm gì nếu bạn ở, bạn là anh ấy, him. Rồi, bài động từ to be, đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu của chúng ta. Đến đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và đạt được điểm cao trong học kỳ này nhé. Goodbye.